that's kick from the bone. I found a bone up in this dancery. Beyond your hope and now you're floating. So you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần trước, video đầu tiên của mình đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Trong đó có những lời khen và có cả những lời góp ý để làm thế nào có thể cải thiện chất lượng video hơn. Mình thực sự rất là biết ơn mọi người vì đã luôn luôn ủng hộ mình và cho mình những lời khuyên để mình có thể làm tốt hơn. Và concept của ngày hôm nay thì như mọi người cũng đã thấy rồi đây, chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu thực hiện concept này nhé. Bình thường thì mình hay dùng kem nền. Thế nhưng mà hôm nay vì do thời tiết khá là nóng, mình không muốn đắp một lớp kem nền lên mặt rất là khó chịu. Thế nên là mình đã quyết định dùng Cushion, đó là Cushion Apple Skin. Màu mình dùng là màu số 21, là màu sáng nhất. Từ trước đến giờ mình cũng đã thử qua rất là nhiều loại Cushion rồi. Thế nhưng mà Cushion mình thấy ưng nhất vẫn là Cushion Apple Skin, bởi vì là cái độ kiềm dầu và che phủ các khuyết điểm nó khá là tốt. Bình thường mình thấy các bạn review là dùng Cushion này hay bị lên mụn ẩn, nhưng mà không hiểu sao mình dùng thì lại không bị. Thế nên là mình vẫn thích Cushion này nhất. Mặc dù là cái Cushion này che phủ khá là tốt, thế nhưng mà mình vẫn có một số vết thâm mụn và quầng thâm mắt không thể che đi được, nên mình phải dùng thêm che khuyết điểm. Bây giờ tiếp đến là phấn phủ, thì mình sẽ sử dụng phấn phủ này. Mình sẽ chỉ phủ phấn ở vùng chữ T mà thôi, bởi vì là da mình là da hỗn hợp thiên dầu, chỉ bị đổ dầu ở vùng chữ T. Bây giờ đến phần tạo khối, thì mình sẽ tiếp tục sử dụng tạo khối của Benefit. Lần trước mình có đi mua cái sản phẩm này mà mình chưa được dùng thử bao giờ, nên mình đã mua mini size. Sau đó thì mình cảm thấy thật là hối hận vì đáng lẽ mình nên mua full size, vì cái này thực sự là dùng rất là thích đấy mọi người. Nó ngấm, nó kiểu tẹp thẳng vào da của mình luôn, nó sẽ không bị lợn cợn phấn. Một chút ở vùng trán cho trán nó đỡ rô, đỡ to. Tiếp theo là phần kẻ lông mày, thì mình sử dụng kẻ lông mày của Anastasia. Mình cũng sử dụng luôn cây cọ của Anastasia. Bình thường thì khi mà các bạn nên dùng một miếng giấy này rồi bóp cái cọ lại cho nó dẹp cái cọ ra ấy, thì khi mà mình kẻ lông mày nó cũng sẽ dễ và nó sắc hơn. Đấy. Và nếu mà muốn kẻ cho nó dễ hơn thì nên kẻ đuôi trước. Mình sẽ kéo đuôi ra trước như thế này. Rồi sau đó sẽ nối phần thân vào. Tiếp theo là phần make up mắt, thì mình sẽ sử dụng che khuyết điểm để làm một cái lớp lót ở dưới mắt để phấn bám hơn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bảng mắt Yes Please của Colourpop. Mình sẽ sử dụng màu nâu ở đây để đánh lên bầu mắt. Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục dùng che khuyết điểm để tạo hốc mắt. Tiếp theo thì mình sẽ dùng bảng mắt này của BH Cosmetics. Trong trường hợp mà bạn nào mà không có nhiều cọ ấy, thì mình khuyến khích các bạn là hãy nên mua một em lau cọ khô như thế này. Khi mà các bạn chuyển sang màu mắt khác thì các bạn sẽ lau cọ như thế này, nó sẽ làm sạch các lớp phấn make up cũ ở trên cái cọ và mình sẽ chuyển sang màu mắt khác mà không bị gọi là bị lẫn màu vào nhau. Sau đó chúng mình sẽ tiếp tục dùng che khuyết điểm để lại đánh lên phần bầu mắt. Đến phần kẻ eyeliner thì hôm nay Trang sẽ dùng sản phẩm của Luxtre. Đây là sản phẩm của Lissipop gửi tặng.
Nếu bạn nào gặp vấn đề về kẻ mi trong thì mình có một tip cho các bạn. Đấy là các bạn sẽ dùng ngón tay để vén cái mi lên như thế này. Sau đó dùng chì kẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuốt mi. Và mình lần này mình cũng sẽ vẫn dùng sản phẩm chuốt mi của Luxtra. Cái sản phẩm mascara này mình khá là ưng, bởi vì là khi mà tẩy trang, có nghĩa là cái sản phẩm này nó rất là chống nước, nhưng mà khi tẩy trang nó cũng rất là dễ. Nó sẽ không bị lem xuống, mà nó sẽ khi mà các bạn kiểu giữ cái bông, miếng bông tẩy trang rồi các bạn lau đi một cái là nó sẽ hết luôn. Và các bạn nhớ khi mà tẩy trang thì nên sử dụng tẩy trang dành cho mắt môi hoặc là tẩy trang có dầu thì mới tẩy được những cái loại mascara chống nước. Lần này thì mình sẽ đánh phấn má từ bên này sẽ sang bên này. Mình cũng không biết gọi đấy là gì nữa. Mình sẽ cầm chổi như thế này để cho nó dễ. Tiếp theo là đánh highlight và mình vẫn tiếp tục dùng highlight của Becca. Mình sẽ sử dụng ngón tay để tán, vì mình thích sử dụng ngón tay vì nó dễ hơn. Highlight vùng gò má. Tiếp theo thì đến phần vẽ, mình sẽ vẽ hai trái tim nhiều màu ở hai bên má. Mình sẽ sử dụng gel kẻ mắt của Tony Moly để vẽ viền trái tim. Bây giờ mình sẽ dùng che khuyết điểm để tô vào bên trong của trái tim. Đầu tiên sẽ là màu đỏ. Mình sẽ đánh chéo từ nửa bên này sang bên này. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng màu son Tony Red của Ba Xe để hoàn thành concept makeup của ngày hôm nay. Let's get it percolating, fire waiting, soldiers dance for me. Come on.